All right, guys, it's good to see you. Welcome to Paper Mario the Origami King. This is a sixth game in the Paper Mario series. The game story follows Mario and his friend as he set on a journey to prevent the Mushroom Kingdom from being transformed into Origami. And yeah, to do so, Mario must free the castle from five streamers across on the kingdom. Okay, stay with me and see how awesome this game is. Here we go, baby. Hey. À, mình sẽ phải ấn nút để lát cho Mario các bạn ạ. Ok. Tựa game này khá là lạ các bạn ạ. Khác hẳn với các tựa Mario trước đó mình đã từng chơi luôn. Ôi xa. Toàn bộ ở đây từ đồ họa. À không phải, nó nhỉ. Cái khung cũng là các cái gì này. Để mình thử nút đã. Không làm sao để mà ăn cái giấy này. Tất cả mọi thứ đều được làm bằng giấy hết các bạn ạ. Các bạn đã hiểu như vậy. Nâng tầm nghệ thuật gấp giấy của Nhật Bản lên một tầng cao mới rồi. Ok, đến đây thôi. 1000 phone arms. Hả? Đậu phộng ra má. Where did we go now? Watch out, okay. Chúng ta sẽ phải sửa cái hố này. Bằng cách nào đây? Aha, mình cho ta cái gì đây? Okay, bags. Okay. Mình đã biết là giọng nói đang nói với mình nữa. Mà cứ ok thôi. Ok, bố mình biết rồi, khổ quá nói mai. Ok, chúng ta có thể gọi dùng X. Để làm gì nhỉ? His power first, ok. Đánh nút rồi. Đây, đây. Ui xa. Nó sẽ tự hút các bạn ạ. Ui xa. Vậy có vẻ như chúng ta sẽ phải đi thu thập những cái mảnh giấy từ những bông hoa này này. Rồi, đầy túi rồi. Ngon. Rồi đi, chúng ta sẽ dùng cái này để vá, hoặc là để sửa đó. Cái hố lỗ hổng ở đây này. Ok. Scabit ZL. Ok. Nice, đẹp vãi. Ngon. Ok. Cái này khá là thú vị chứ không phải là không thú vị đâu các bạn ạ. Oh, my friend. Are you okay? Cứu cô đấy nào. Hey. Ui xời ơi. Vãi. Mày cố tình đúng không? Nợt. Alright.
ok. Chúng ta có thể chat với con này bằng cách ấn X. Nhưng mà thật ra ta chẳng cần mày này. Phải nói nhiều đâu. Ui, đập cây cũng ra lá. À ra giấy các bạn ạ. Ảo chó thật. Một điều khiến mình rất là ghét ở những cái tựa game ở trên Nintendo Switch ấy, rất là cực kỳ ghét, nên nó chính là cái phím nó không đồng đều với nhau, nên là chơi nhiều khi rất mất thời gian để làm quen. Lúc thì B là nhảy, lúc thì A là nhảy. Dạ hiểu. Xong rồi thi thoảng còn X là nhảy nữa. Thì tôi cũng chịu luôn rồi. Thật sự là vậy. Mỗi lần chơi game mới lại phải làm quen lại từ đầu. Ô ui sợ. Ôi sợ. Nóc, ai gọi đó. Tôi là thỏ. Một cái item là mushroom này. Mushroom chứ. Không biết để làm gì à. Chúng ta sẽ dùng. Thử dùng nhé các bạn nhé. Xem nó có tác dụng gì. Fifty watt. Chắc là 50 máu. Qua mà rồi. Hold on. Láo, nháo. Liềm giấy đi cưng. Nhìn lâu đài lúc nãy bị kỳ bọn thằng kia nó ấy kìa. Nó có như thế nào nhỉ? Nó phù phép đi. Có thể hiểu như thế. My brother. Rồi anh trai hay là em trai gì đó của con này chính là chủ mưu của hành động này. Từ tẩy não công chúa cho đến như nào nhỉ? Có thể nói là cái gì nhỉ? Phong tỏa. Không phải. Chả biết nó nói như nào. Nó chói ngôi đầu đài lại. Thổ xì nó chứ. Lao nhang. Xem lại có gì nào. Saving new. Chả có gì. Hello. Mình cũng chưa hiểu tựa game này bắt chúng ta sẽ đi đâu nữa. Trời nữa cứ đi vá vậy thôi à. Nói đùa vậy thôi. Chứ thực ra nhiệm vụ của chúng ta khá là đơn giản, dễ hiểu. Vì có chuyện là xong cho chúng ta hết rồi mà. Phải đi giải cứu lâu đài. Đấy, vậy là xong game. Nghe sợ vãi chửi. Như đang nói vậy. Các bạn thử đeo tai nghe và nghe âm thanh vừa mà xem. Khiếp vãi. Ui. Shit man. Oh man. Sư nữa chứ. Ui dồi. Cái gì vậy? Ai nói vậy? Đừng dọa ta nữa. Mình nhìn thấy cái kia rồi nha. Quên mất không vào đây. Rồi, tí nguội. 1000 gold coins. Tổ sư. Làm sao để lên đâu đài nhỉ? À lên cái dương này. Hơi khó đây. Thôi đi trong này xem có gì không lại các bạn. Lần chơi ơi. Rồi lần chơi này đi. Đoán nhầm nút thôi tổ sư. Kéo. Tinh tinh tòn. Không có gì nữa. What the heck? Xem nó có gì nhỉ? Đập mấy cái ăn giấy nó cho nó an toàn.
Yeah. Tim này. Wow. Nghĩa sao nhỉ? Ok, vậy chúng ta sẽ phải tìm những cái cặp tương đồng với nhau. Ok, hiểu rồi. Yệt với nhau ấy chứ chả phải tương đồng đâu. Mình nói nhầm đấy. Ngon. 100 đồng à, đây bạn. Fuck. Đây. Nhà cưng. Đây, bên này. Trái tim quả cảm. Mấy máu, full luôn. Ngon ngay. Ok, finish. Đừng khen tăng nhiều quá mà. Cái gì đây? Một nhà hai vãi. À, đúng rồi. Nó sẽ đi lên dương đây để ăn. Mình bất tử được mà. Cái này bất tử, cái này bất tử, bất tử, bất tử, bất tử. Nhà hai vãi đấy. Bông 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 bông. Peace queso. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Tất cả mọi thứ đã hết. Đu, đu. Ôi mẹ ơi. Đừng có phát nhạc nha. Phát nhạc chúng ta bị dính bản quyền đấy. Shit. Chả có cái mẹ gì. Gì vậy? Ăn vàng nó tính nhá. Đợi tí, đợi tí. What the shit. Qua rơi xuống nước. Giống trong bài gì của Hoàng Yến Chibi vãi. Quên bà tên bài hát rồi. Hả? À. Ken. Ui giời. Yeah, thế mình sẽ kéo cái này đến khi nào nó rơi thôi à. Chứ còn mấy cái kia không có nghĩa gì sắt à. Thế mới chưa cùng. Ui nhầm nút đó, phí hoài. Ui trời ơi. Rồi ta đây, lên trên này thôi các cưng ơi. Lên là lên là lên. Lên là lên là lên. Thực ra mình chơi game này thấy khá là hay chứ nhờ các bạn nhỉ. Đồ họa rất là tươi sáng luôn. Ui xồi, tí nguội, mình hút. Ngon. Gì ai? Dung chung vàng à? Nào, ui xồi. Vãi cả dung chung vàng, nó trêu tao. Mẹ nó mày. À. Đây gọi là 1000 cái gì đó, biết ngay à. Mình dùng tay kéo cái này xuống nào. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Náo nháo. Nhưng mà hay vãi. Gì đây? Hạt giống. Có lẽ chuyện. Có lẽ chúng ta sẽ dùng cái này để trồng và tạo một cái đường đi lên trên cao trên trời đó. Như trong những game Mario không? Thường có đó các bạn. Oh yeah. Giấy nữa. Mấy cái giấy. Ơ. Lại giấy. Làm gì bây giờ? Hả? Mình đang nghĩ là ví dụ trong game này mà có thằng yêu quái nào ấy, thằng quái, thằng boss nào ấy, nó có khả năng sử dụng lửa ấy. Tức là bá các mẹ như là đấy luôn. Gì nữa à, nó cưng.
guy. Oh man. โอ้ยมีเรือด้วยอ่ะจ้าเฮียวทำไมไม่เห็นเลยจะไหนเกือบเลยมันอุ้ยตัวแบตึ้งตึ้งเป็นไงหายเหนื่อยไปอุ้ยจ้ะเมื่อน้องไหนตาดับไหมเล่นตกไหมนอยสิให้จ้างแมนที่จะได้สองน้อยก็อย่างไงไก่ไหนน้องไหนหนูแซงก่อนเหนื่อยเจอมาอีกActually, I'm not even fat, baby. Okay. Mày nói chuyện nhiều quá nhở? Wow.Giống là trâu này vãi cả nhai ạ trả đây còn dành con nộp ơ xí ơ xí yep that's right vãi nó lấy hết đồ của mình rồi câuOkay, cho mình lưu game lại một lúc nha. Ngon. Save complete. Vàng không biết để làm gì. Ui sổ. Vãi. Way better.Tưng tưng tưng chiến 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 yep có mày nhớ chứ ngay tâm ạ ok rồi hiểu đầu tiên chúng ta phải chọn cái vòng ring mà chúng ta muốn xoay các bạn nhá đây chính là vòng này xoay đến vị trí kia để thành một hàng dọcChúng ta chơi luôn. Ok. Boot thì có thể chơi một hàng dọc luôn. Còn hammer thì có thể chơi 4 hô. Nhưng mà vừa ngang vừa dọc đấy. Các bạn nhìn đây có hiểu không? Trong trường hợp này thì mình có thể dùng boot thôi. Một phát chết luôn. Bố mày là con tôm mà. Đấm vào phát chết luônOkay, my turn. Tung, 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 tung. Excellent. Woo. Perfect. Okay. Rồi hiểu rồi. Chứ team con nào nói nhiều như này đâu. Biết rồi. Đánh nhau về có quá đơn giản không? Rồi biết rồi, biết rồi, biết rồi.Đây chưa khổ quá rồi mà nói mãi rồi còn này dùng hammer nhá ok 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 ok
trượt mất cái phím A cẩn ấn rồi. Nhưng không sao, vẫn chơi bọn nó. Ok, hiểu rồi. Nói ít thôi cưng ơi. Nguội. Mình đang nguội với tao. Hết đi. Nhiều giấy quá, nhiều giấy quá. Lắp luôn một lỗ châu mai. Ngày xưa mà lắp lỗ châu mai dễ như này thì chật như vậy hết luôn. Ui ui. Này phải chiến rồi các bạn ơi. Vãi đại. Khó rồi. Đúng, chúng ta không thể làm sao mà xem một cái đội hình trong một bước đi được. Thì chúng ta sẽ có hai lần quay. Ngon. Rồi. Hai lần thì nó cũng lại đơn giản quá. Chơi vòng ngoài cho đi. Nè cưng. Đấy, lại xong. Mô phạt. Cái này như con thiêu thần nhỉ. Lao mình liên tục. Âm nhạc trong game mình. Cái này nhận xét luôn, nó rất là hay luôn. Nghe nó dư dương. Mày nói nhiều. Ôi. Nhiều quá ấy, vãi đái. Ui. What the. Xin lỗi. Một tình mua. Một bước đi rồi, chắc chắn là mình xuống bước này rồi. Action. Dễ. Mình cũng sẽ có hai action để chơi bọn này. Tưng, tưng, nè cưng. Một action nữa. Khá là dễ rồi. Ngon. Vậy như đây chỉ là những màn khởi đầu đánh boss, đánh quái chứ nhờ. Nên là game khá là dễ. Sau này khi gặp những con quái khó hơn thì chúng ta sẽ phải tính những bước đi rất là cẩn thận. Lúc đấy mình mới bắt đầu thể hiện cái trí thông minh của mình. Cái này thì quá đơn giản. Mình cái hồ ấy, hồ lúc nãy nhờ. Có lẽ là chúng ta sẽ phải ném cái búa xuống cái hồ này. Rồi ông bù sẽ lên cho chúng ta cái búa vàng. Mình nghi lắm nha. Quên vào. Mình sẽ lấy thằng cây ngu ngốc này thế nào. Toàn cho mình những cái thông tin vớ vẩn. Open the chest. Tưng 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 tưng. Rồi đi đâu được vậy? Đồ đạc mình đâu hết rồi. Tiên sư. Đi đâu nữa bây giờ? Xuống hồ chăng? Ok đúng không? Check. Okay.
Mình phải ném cái này xuống nước để cho nó trở về hình dạng ban đầu, đúng không? Chuẩn luôn. Ngon. Rồi. Tiếp theo để cho hạt giống xuống nước xem thế nào nhá. Ping. So xịt. Hạt giống tâm hồn. Nghe cái nằm vắng cái đái. Oh. Gì vậy? Thằng nào đấy? Show up man. Đã trở về. Chị mày nói cái gì vậy? Thôi mình cứ xếp vào cho nó an toàn. Có vẻ như việc lấy hạt giống tâm hồn này đã khiến cái ông già ông đã bị sao ấy. Về thăm đi nào. Oh. Vãi cứt. Oh dear. I can't look both him. Đây là chứng tỏ cái việc dùng giấy lởm nó rách cả mẹ nó hết luôn. Look how she admits her face. See. Oh. Để nó là fake được không? À được rồi. Mình không thích cứu ông đấy đấy. Nhưng bây giờ chúng mày làm sao? Bố mày không thích cứu đâu. Thôi đùa đi. Cứu mày già này. Trở về đi cưng. Check, 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 check. Hello. Đây à. Ta có hạt giống tâm hồn cho mày đây. Nhai và tỉnh lại đi cưng. Mọc 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 lên. How do you feel? Watch out now. Ok. Lại cái gì đây? Lại cưng. Yeah. Vãi đái. Kinh vãi. Đúng, tôi không ngờ như vậy đâu. Mình trẻ lại nữa. Ông ép mai mê. Hay á. Mày này nó đã mở đường cho mình rồi. Không muốn việc mở đường mới mở cho tao đi. Xong bắt tao đi lấy đủ thứ. Chứ khi đi mình phải giã này một trận cũng được. Đồ có lợn. Nói chuyện nó phát nữa. Thank for everything. This the one. Vãi lều. Nó vừa trở lại to lớn nghe nó gửi mình. Có lẽ mình là thằng nhỏ luôn. Vãi cứt. Rồi xếp cái nào. Ính. Rồi. Rồi rồi. Và đó chính là một chút gameplay của tựa game này các bạn nha. Ok, mình sẽ chơi tựa này ở phần tiếp theo. Goodbye everyone. See you in the next video on my channel. Remember my name is Shin24SecondGamer. Khá là dễ nhớ phải không các bạn? Đó chính là kênh channel của mình. Ghi 24 giây là suất. Ok, bye bye. See ya.